Giọng Ca Vàng 2012, vòng chung kết. Chương trình được tổ chức bởi Trung tâm Asia và đài truyền hình SPTN. Sẽ được truyền hình trực tiếp trên làn sóng SPTN vào lúc 12:30 giờ Cali ngày thứ Bảy 15 tháng 12. 10 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn lọc sau 3 vòng thi sẽ cùng tranh tài. Khi người yêu đã bỏ ta đi. Ai sẽ là người may mắn trong năm nay? Quý vị sẽ là vị giám khảo thứ 5 của chương trình cùng với 4 vị giám khảo Trúc Hồ, Giang Tử, Thanh Lan và Việt Dũng, MC Nam Lộc, Thùy Dương. Chương trình hứa hẹn sẽ đem đến cho quý vị những bất ngờ thú vị nhất. Kính mời quý vị đón theo dõi